Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Hoàng Hà nhé. Hôm nay mình có đi chuẩn bị đi bắt cua mọi người ạ. Đây mình sẽ cho mọi người mình sẽ chuẩn bị những đồ gì để bắt cua nhé. Đây mình có chuẩn bị một cái túi này, một con dao. Dao này tí đi mình thấy cá mình chặt cá nha. Còn đây là cái thùng, cái xô nhỏ. Đó. Giờ mình chuẩn bị đi nha. Mời mọi người theo chân mình đi bắt cua nha mọi người. Hy vọng là tối nay sẽ được được nhiều cua. Giờ mình đã tới nơi mà mình bắt cua rồi nha mọi người. Mình quên mang cái bao tay, thì bắt bằng tay không đâu mọi người. Quên mang cái bao tay rồi. Giờ mình đi xuống bắt nha mọi người. Cua đấy không biết có ai bắt chưa. Mình thấy con cá rô phi to lắm mọi người. Để mình chặt cho mọi người xem nha. Hai con. Hai con. Quên mang cái tay đi bắt bằng tay không nó hơi sợ nó kẹp nó đau. Hai con đầu tiên này. Con này này. Bữa nay tuyệt chủng cua hay sao mọi người ạ? Không, lâu lâu mới thấy một con này. Con nữa nha mọi người. Hai con, một con này. Con đằng chỗ kia kìa. Đó. Con này. Đó mọi người thấy không? To chưa? Ui, cá nhiều lắm mọi người ạ. Nhiều cá lắm nhưng mà mình không có bắt được nha. Con nào gần bờ tí mình chặt chặt cái dao. Con này càng bự này, con này càng bự này đó, không phải thấy không, thấy càng nó bự không này, nó kẹp ghê thật. Rất là yên tĩnh luôn mọi người. Hôm nay có một mình đi thôi. Hai thằng nhóc kia nó ở nhà nó ôn bài. Nhiều cá rô đồng lắm mọi người. Nên mình còn thấy mà giờ đi đâu mất tiêu rồi. Chui vào trong lúa. Rô đồng nhiều lắm mà đi đâu rồi. Không có cua nhưng mà có cá nha, cá rô đồng nha. Con to mà nó chạy nhanh lắm, chưa thấy người nó chạy rồi. Đây đang mùa mưa hay sao mọi người, nước rất là chảy rất là xiết luôn nha. Cái này là hôm nay là bị soi là rất ít, ít cua luôn. Nãy giờ được bằng này rồi, bằng cái nửa cái xô nhỏ này. Đây một con này, một con này, đa số là cua cái sao đây này, đa số cua cái vì nãy giờ mình coi con cua con to này, lâu lâu mới có một con to này. Đó mà cua này cua cái luôn nha. Thường thường là mình thấy là một chỗ nó có hai con luôn. Hôm nay vào mùa mưa nên là ít, mình thấy ít nữa. Ôi. Đó, mọi người mới đầu mùa hay sao ấy. Đây này hai con này, nó tí rồi mình không có bắt nha.
Mình kiếm con nào to to mình mới bắt nha. Đó, đi một lúc rồi mà đã được tầm này rồi. Mấy con nhỏ mình không có bắt đâu, mình chủ yếu bắt mấy con to ấy. Nó dọc theo cái bờ, theo cái mương nước này, mà nước chảy xiết cơ, mọi hôm trời không có mưa cua mình nhìn thấy thấy dưới đáy này, cua nhiều lắm nha. Kia bên kia kìa, mọi người thấy không, bên kia có một con này, giờ mình sang bên kia đó, hai con luôn, giờ mình sẽ nhảy sang bên kia bắt nha. Hai con này khá to luôn, bắt được một con rồi, con bên này đâu rồi, hai con ơi nha. Hai con nha, còn một con ở đầu trên kia, hai con này nha. Đâu rồi, nên mình mới thấy ở đây đâu rồi. Ui chạy nhanh thế, được có hai con thôi mọi người, có hai con mọi người, làm sao bắt nó đi, sâu thế. Hai con này, ba con luôn, lấy cái xô, lấy cái xô, để đây, đó. Bắt con này trước, lên đây, này, chạy à, một con trong góc này nữa. Cái đi rồi, chạy đây, chạy đây. À con ốc đây này, đó ba con một chỗ nha, bên kia đó. Có những con xa quá mình không không lấy được á, mình bỏ nó luôn. Mùa này không phải là mùa của nó hay sao ấy, mình thấy ít lắm rồi, toàn con cái không, mùa mùa con mấy con cái nó sinh sản hay sao mọi người ạ. Đó, con này trốn, trốn trốn này, ốc thì nhiều lắm mọi người, con to to. Đó, mọi người thấy chưa? Con này nhỏ tí này. Đó, vậy mình thả cho nó. Mai mốt nó lớn mình bắt sau. Giờ chủ yếu mấy con to này. Mà mấy con to này hiếm lắm mọi người. Nãy giờ được nhiều quá mình bỏ xuống cái túi nha. Giờ mình lại chuẩn bị đến cái xô thứ hai này. Cái mương nước này hồi xưa mình bắt nhiều cua to lắm mọi người, mà không biết năm nay người ta làm ruộng người ta phun thuốc á, giờ cua nó chết hết rồi. À, lâu lâu mới thấy một con này, mà toàn con cua bé mà. Đó, đi một đoạn thôi mà khá là nhiều toàn cua bé rồi mọi người. Với lại mấy hôm nay đang chuyển vào mùa mưa ấy, nên là nước hơi đục một tí nha, không có thấy ở phần đáy. Mấy con này toàn mấy con nhỏ, con to này, con to này. Mấy con to này, mấy con to này nó khôn lắm rồi. Mình động nước tí là nó rúc xuống dưới bùn á. Cá bên kia
Bắt con hai con này nè, con càng to còn một con nhắm dưới chết cũng mà. À nó kẹp chạy đâu, chạy đâu được, gần hết cái suối này rồi. Đây, có con cua nó chết rồi mọi người, người ta phun thuốc ruộng rồi. Cua nó chết. Mấy con to nó khôn lắm. Đây này mọi người, bây giờ toàn mấy con bé bé đây này, đó thấy chưa? Thả nó đi. Rồi là hết một đoạn này rồi. Giờ mình sẽ sang bên kia nhá. Sang cái chỗ bóng sáng sáng kìa. Mình soi. Chỗ đấy nãy mình tính soi nhưng mà sợ đèn nó hết pin nên giờ soi hết chỗ này, bây giờ mình quay lại thôi. Trốn. Mình nhìn không không kỹ là không thấy nó đâu, nó đục lắm mọi người. Cái này nước mà nếu mà nó cạn ấy, thì thấy nhiều lắm mọi người. Mình soi tới dưới đáy này, nó chỉ sâu tầm 20 phân thôi mà mình soi xuống dưới tận dưới đáy này, là sẽ thấy nó nha. Bây giờ mình sẽ đổ vào trong túi xong rồi đi đi soi tiếp nha mọi người. Tại nó đầy cái xô quá nên là nó hay cứ bò ra ngoài á, sau mình nhỏ nó hay cứ bò ra ngoài đổ trong túi. Đó, mọi người thấy không, mới mới đây mà được tầm 4 kg rồi nha. Giờ mình sẽ cột vào, mình sẽ đi soi tiếp. Mình mới sang đây mà đã bắt được 5 con rồi nha. Đây mình sẽ cho mọi người xem con càng to chưa. Đó. Giờ mình đi soi tiếp. Ở ruộng này bên này có vẻ có nhiều hơn. Đây này. Một con trôi. Ui. À. Trôi lỗ rồi. Ở mương bên này có vẻ có nhiều hơn mọi người. Sao muốn không, cái này chắc có nhiều cá lắm. Bây giờ mình soi có thấy được mấy con cá nhưng mà nó chưa thấy người, nó đã chạy rồi, chưa kịp soi tới nơi nó đã chạy rồi, mất tích rồi nha. Trong ruộng này cũng có này, nên mình bắt được mấy con to ở trong ruộng luôn, nó càng to luôn. À, nhiều nước quá nhìn không có thấy mọi người. Con này xa đấy, nãy giờ mình có đi hai tầm 200 m mà được bằng này cua rồi, cần được một xô nhỏ thôi. Đây này, đây này, bên này có vẻ có nhiều hơn bên kia đó. Đấy, mình qua bên kia có ít hơn. Đây này. Đó. Nó không to mấy nha mọi người, nó vừa vừa thôi. Nãy giờ nó kẹp mình mấy phát rồi, thì hôm nay quên mang bao tay ấy mọi người. Trời, nó kẹp hơi, cái nó kẹp hơi đau một tí. Nhưng không sao, có cua là vui rồi. Rúc xuống bùn mẹ ơi. Đa số con cái này mà.
Nãy giờ mình có đổ xuống bao một lần rồi, thêm một lần nữa rồi. Giờ mình tiếp tục mình đi bắt để đậu lên trên bờ. Ốc rất là nhiều nha mọi người, ban đêm ốc nhiều lắm. Sao bên kia này. À, càng đi lên đoạn trên càng có nhiều cua mọi người ạ. Thế giờ cái xô này xô thứ ba này, được mấy con như thế này rồi, khá là nhiều luôn mà con to đấy, mà trên này nó hơi rậm tí nha mọi người, đi ban đêm nữa soi ở dưới chân mình sợ rắn thôi. Mình có thể mình lấy cả ốc luôn, mai mình về làm mồi, mình cắm ếch, cắm câu ếch. Cua càng to. À, ui, nó kẹp đau lắm rồi. Mình quên mang bao tay. Đó, bên kia một con kìa. Hai con kìa. Con nhỏ nhỏ bơi đi, cho nó thả cho nó đi. Yeah. Cái này lại sắp đầy rồi. Đa số cua cái rồi nha mọi người, mùa là mùa của nó, đẻ hay sao kỹ con nào cũng thấy được. Giờ mình sẽ sang bên kia bắt hai con cua nha, xem con. Ấy à, chạy à, con ở đâu ta, chạy mất tiêu rồi. Có đi được khoảng 500 mét mà gần đây nhá, có mấy con ốc ở dưới. Giờ mình sẽ đổ vào bao nha mọi người. Bên này hai con nữa, hai con này, một hai này, một con rắn nước này, thấy con rắn nước rồi. Ban đêm mình nhớ đi ủng nha mọi người, đi ủng nó an toàn hơn, sợ rắn thôi chứ ban đêm không có. Đó, mày thấy chưa? Thấy con rắn chưa? Ba con, một con. Này, cua này. Bắt con to chưa? Này. Đa số con cua cái không vậy? Đó. Lại chuẩn bị được một xô nữa rồi. Con này. Con này nữa này. Đó, mọi người thấy chưa? Cua nhiều này bắt hăng lắm mọi người. Ở trên này có khá nhiều đấy. Đó, con kia nhỏ quá mình bỏ luôn. Đó, bên kia một con nữa kìa. Nhiều cua này bắt hăng lắm mọi người, bắt liên tục này mày xuống. Chạy à, đó quên đây này, đây này. Giờ cũng khá là khuya rồi, 7 giờ mấy rồi,
Tại thường thường là mình không hay đi ban đêm mấy, nên là bây giờ mình tắt điện thoại xong rồi tí được bao nhiêu xong mình quay cho mọi người xem nhé. Mọi người, nãy mình tính tắt điện thoại đi, xong giờ tự nhiên bắt được con này, con rắn này. Đó, mọi người thấy chưa? Óng ánh thấy chưa? Bảy màu luôn. Con này à, dài cực kỳ luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Dài gấp đôi cái dao của mình luôn nha. Con này chắc ăn được này. Tại mình có thấy mấy người bắt về ăn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống túi nha mọi người. Đó. Kỳ đã luôn. Mọi người, nãy giờ mình có đi mò, bây giờ mình chuẩn bị về. Đây là thành quả của buổi tối hôm nay nha. Một mình nha. Cái này chắc khoảng trên chục ký nha mọi người. Đó. Đây là thành quả buổi tối ngày hôm nay của mình. Cái này hơn chục ký nha. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Còn đây. Đó mọi người thấy chưa? Đây là con rắn. Con này người ta còn lại gọi là con hổ hổ hành đúng không? Mọi người phải hổ hành không? Màu óng óng này. Con này to. To hơn cái rắn cắn dao của mình nha, bằng cái cắn dao của mình luôn đó, thấy chưa? Đấy, đi ban đêm thấy khủng khiếp chưa? Này mình đi một mình nha, giờ mình chuẩn bị đi về nha mọi người, giờ mình chuẩn bị đi về, sẽ bỏ con này vô trong trong túi, xong mình đi về. Rồi bây giờ mình đi về nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nha mọi người. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo nha. Chào mọi người.